nước lạnh nữa tắm giờ này chắc bệnh luôn ba. Muốn tắm thử không? Tắm thử không? Tắm thử gì lạnh ngắt ai tắm thử, nóng nóng mới tắm được. Mày muốn tắm không? Tao vô tao khởi động cái vàng máy cho tao cho mày tắm. Trời ơi có vàng nóng lạnh luôn. Vàng nóng lạnh dữ vậy. Trời ơi làm gì tắm bầu không? Rồi thử lấy thử. Chờ tao chờ tao. Ờ nước gì mà nó nóng. Nó lạnh chứ. Trời ơi nè. Vậy mà nấu anh nó sôi gót vô hả? Đấy, cái vàng nóng lạnh luôn ta. Rồi bốc khói luôn. Bốc khói luôn. Thử đi. Chưa còn không? Chưa nóng. Ấm chưa? Chưa ấm. Nè, dở trở ra. Đó, nguyên cái luôn nè. Đó. Thử coi chưa. Đó. Ấm không? Sao còn cái lạnh? Xíu lại. Vô hả? Cái vàng nóng của tao nằm ngay cái này. Sao nóng quá chỗ vậy? Cái vàng nóng của tao là cái vàng nóng cục bộ. Chỉ có nguyên cục vậy nè. Mày chạy ra bên kia là lạnh. Mày đứng ra cái nóng. Tao đâu, cái hồ bơi vàng nóng cục bộ là có một cục này đi bộ vô đây tắm. Rồi tắm đi. Bơi, tranh thủ. Đi vòng đi thôi, thử ra ngoài nha. Rồi lên. Nóng cục bộ là như đó thôi chứ. Đã không? Sao mà giờ đồ áo đâu vậy? Mới 3 tuổi mà qua đây rồi tắm giờ. Còn nước sôi em gót vô thêm đi trời ơi. Lạnh quá. Cái bào luôn. Phải không? Phải chưa? Không được rồi. Không ổn rồi.